Xin kính chào các anh chị, các bạn. Thì trên tay mình đó là cái sản phẩm bát sắt ăn cưa, dùng cho việc lắp ráp các cái bàn tháo ráp nhanh cũng như là các khung sắt. Thì sản phẩm này dùng cho loại ống là loại 25x50mm. Thì cách sử dụng cái sản phẩm này là chúng ta sẽ có cái vị trí này dùng để lắp đặt trên các khung vuông như thế này. Chúng ta sẽ hàn vào đây. Đây là có vị trí lỗ, và vị trí này chúng ta sẽ hàn lên vị trí của cái sắt hộp 25-50, hàn như thế này. Và đồng thời trên cái loại sắt hộp 25-50 chúng ta sẽ có một cái bu lông, chúng ta sẽ hàn vào bên trong cái sắt hộp 25-50 cái bu lông vị trí này, tương đương với có một cái lỗ bu lông, để mà khi mà chúng ta ráp hai cái răng cưa này lại như thế này, thì chúng ta sẽ có cái lỗ này, chúng ta sẽ siết cái vị trí lông vào đây. Rất là đơn giản và cũng không có gì phức tạp. Thì cụ thể các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware hoặc là các đại lý để nắm rõ thêm thông tin chi tiết về cái dòng sản phẩm như thế này. Đây, kích thước là lọt lòng là 25, bề ngang như thế này, chiều dài là tương đương với là 50 như thế này. Và tổng thể kích thước tổng thể của sản phẩm này là khi khép lại nó tương đương với 100, gần 100mm. Độ dày của thép trên sản phẩm này là thép dày 20mm. Hoàn toàn có thể sử dụng, lắp đặt rất là tiện lợi và rất là tiện dụng.